Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá ngày 15 tháng 3. Nhận định bóng đá, U-20 Iraq, U-20 Nhật Bản, 17 giờ ngày 15 tháng 3. U-20 Iraq với U-20 Nhật Bản, ở trận bán kết thứ nhất vòng chung kết U-20 châu Á 2023, với ưu thế được đánh giá nghiêng về Samurai trẻ. Phong độ gần đây, U-20 Iraq với U-20 Nhật Bản, đã không có khó khăn nào cho U-20 Nhật Bản ở tứ kết khi vượt qua U-20 Jordan với tỷ số 2-0. Takii Kumata tiếp tục bùng nổ trên hàng công với hai bàn thắng để nâng tổng số pha lập công lên con số 4. Đây cũng là chân sút dẫn đầu danh sách vua pha lưới của vòng chung kết U20 châu Á 2023 ở U20 Nhật Bản. Không chỉ có Kumata biết ghi bàn, nhiều cầu thủ khác của Sumarai trẻ đều có khả năng săn bàn tốt. Sakamoto, Matsuki đang có phong độ ổn định với hai pha lập công mỗi cầu thủ trước trận bán kết. Với 9 bàn thắng sau 4 trận, U-20 Nhật Bản là đội có hiệu suất ghi bàn trung bình, đều đặn nhất đến thời điểm này khi mỗi trận đấu, họ khi ít nhất 2 bàn. Đối đầu với một đối thủ đang có phong độ cao ấy là thách thức lớn đối với U-20 Iraq. Dù giành vé vào bán kết nhưng đội bóng Tây Á này không gây ấn tượng mạnh bằng U-20 Nhật Bản. U-20 Iraq chỉ có thể vượt qua U-20 Iran với tỷ số xích sao 1-0, ở tứ kết cũng như không thực sự bùng nổ ở vòng bảng cho thấy khả năng bắn phá của các chân sút đội bóng này không thực sự quá xuất sắc. U20 Iraq chơi bóng khá đa dạng khi kết hợp bóng ngắn và bóng bổng khá hài hòa. Họ cũng sở hữu thể hình tốt khi nhiều cầu thủ có chiều cao lý tưởng. U20 Nhật Bản không cao to bằng, nhưng so với U20 Iraq, lối đá của Samurai trẻ có tính kỷ luật cao hơn, chắc chắc trong phòng ngự và sát sảo trong tấn công. Với một hàng công có nhiều cầu thủ biết sang bàn, thì nếu như U-20 Nhật Bản tiếp đà chiến thắng, để giành vé vào chung kết cũng không bất ngờ. Đội hình dự kiến U-20 Iraq với U-20 Nhật Bản U-20 Iraq, Hussein Hassan, Muslim MOUSA, Abbas Majid, Erbal Rajak Kasim, Talib Abdul Khaled, Kakhim Raad, Hayder Erbal Abbas, Abbas Faydin, Sayyad Mahdi, Chakben Semun, Ali Jasim. U20 Nhật Bản, Kimura, Iyashiki, Kikuchi, Tanaka, Kaodia, Takahashi, Sano, Yasuda, Kitano, Matsuki, Kumata. Dự đoán tỷ số U20 Nhật Bản thắng U20 Iraq 2-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng xin chào và hẹn gặp lại quý vị